sẽ vào phần option. Option. Ở đây là control. Các nút sử dụng trong game này các bạn. Ủa, cũng nhiều phết đấy nhỉ. Audio là âm thanh, graphic là hình ảnh. Có vẻ như là mọi thứ what the fuck lâu á. À không. Của mình là nó tự động điều chỉnh là 2 hết. Các bạn có thể thấy là nó đã tự động điều chỉnh cho chúng ta luôn rồi. Cho nên là mình nghĩ là các bạn cũng không cần phải can thiệp quá nhiều vào cái phần option này chứ nào. Đây, bây giờ thì graphic thì cũng không cần còn gì để nói nữa rồi. Mọi thứ đã đều được setting tự động cả. Game thì ở đây là vài chế độ vớ vẩn thì mình sẽ không quan tâm lắm. Bây giờ mình sẽ ấn back nhá. Chúng ta sẽ vào thử phần đó là multi mình nghĩ không được rồi. Mình sẽ vào phần thử campaign nhá. New campaign. Yes. Có đấy. À đúng rồi. Phần này nhiều cái quen. Welcome to the Halo Wars tutorial. It will teach you the basic commands and controls used to play Halo Wars. Let's start. Xem là tutorial nhỉ? Nó màu difficult. Tutorial là cái phần hướng dẫn. Campaign thì chắc là sẽ có cái phần hướng dẫn trước để chúng ta tập chơi, sau đó là chúng ta mới vào cái phần nhiệm vụ. Đây. Đây là kiểu game chiến thuật thời gian thực. Cái kiểu game mà góc nhìn từ trên xuống á. See if you can move the camera to the three flares that the blue objective arrow points to. Đây. Đưa camera đến vị trí này. Quan sát nào các bạn. Great. Okay. Now let's learn how to select your units. You will use what you learned by controlling the camera to center the crosshair in the middle of the screen over what you want to select. Click vào nó. Now you have the unit selected and you can see the unit type at the bottom of the screen. Game này có vẻ là sẽ hướng dẫn chúng ta khá là chi tiết. Để tránh cái tình trạng chúng ta sẽ là ú ớ khi mà tập chơi tựa game này. Đây cũng là cái hệ thống khá là hay. Assassin's Creed có cái hệ thống này. Prime button. Notice that as your units move to new places on the map, the dark or fogged over areas get revealed. Nào, không phải sao khi mà mình chơi cái thể loại game nhìn trên xuống này mình lại nhớ tới cái tựa game đó là RA2. Lại các bạn có biết RA2 nhỉ? Hay là còn được gọi là tên là báo động đỏ. Halo Wars is a game about controlling armies composed of different types of units. You now have more units. Nó khá là giống với cả cái tựa game RA2. Control Need. You can do it by pressing E. All units. Good. All now units. Using what you've learned to move one unit, let's move all of these units. Primary button. Moving. Moving. Waypoint received. On the way. Yes, sir. We're going. Roger that. Waypoint received. Rất là giống với cả báo động đỏ các bạn ạ. Báo động đỏ chỉ là game đàn em của thể loại Halo thôi. Halo là giá cao rất là nhiều so với báo động đỏ. We need to get through that Covenant shield. Let's order our army to attack the power source. If you want to move your unit, now select me first. Quan cho attack. Ok. Nó cũng khá là dễ hiểu các bạn ạ. Pau game. Chơi một kiểu chơi khá là bựa, chúng ta có game để xem. Tấn công. Sợi. Cảm giác đá phết các bạn ạ. The shield is down. Follow the blue objective arrow and practice attacking some other targets. Remember however that some enemy targets in Halo Wars can fight back. Bất cứ đứa nào tấn công ra có thể tấn công lại. Roger that. We're going. Một hai. We're on it. Bắn đây, bắn đây. Ui, 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 ui. Ấy, chết quên em. Bắn bỏ vụ rồi đấy anh em ơi. Chạy, 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 chạy. Đây là chiến thuật, chúng ta phải cơ động cái việc là điều chỉnh quân, không chết mất quân của mình.
Deploying the blue objective arrow to the last target. Chết xử một đống rồi các bạn ạ. Roger that. Let's go. Rolling. Rolling out. Let's go. Moving. Orders. These last targets seem much stronger. Luckily, some units in Halo Wars have special abilities. Huh? Có skill đặc biệt à? Orders, we're going. Cái gì đây? Nó tự động chạy đấy các bạn ơi. All units. On the way. Nó tự động bắn nè các bạn ơi. Nó tự động bắn, nó tự di chuyển luôn. À, grenade. À, ném bom à. Vừa đặc sắc các bạn ơi. Phần hồ. Cái này hay đấy, game này hay đấy. Hướng dẫn rất là nhiều so với cả báo động đỏ. Và mission complete, mình đã hoàn thành cái phần tutorial đầu tiên rồi. Continue nào. Xem có gì hấp dẫn hơn nữa không ạ? February 4th, 2531. Ủa, năm 2531. Chiến tranh tương lai các bạn ạ. Long years. That's how long it took us to get harvest back. Rồi. Nếu chúng ta chơi cái phần góc nhìn thứ nhất thì chúng ta sẽ được chơi theo kiểu như thế này. Vào vai nhân vật và bắn. Nhưng mà mình đánh giá khá là thấp cái đồ họa của cái phần Halo 1, Halo 2, Halo 3 hay là Halo 3 gì đó. Nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn hãy để lại comment bên dưới phần mô tả video. Nếu mình thấy có nhiều comment quan tâm đến cái phần góc nhìn thứ nhất của Halo thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn download và crack. At first it was going well. Then setback. Chất lượng của nó thì là siêu phẩm nhưng mà mình đánh giá cái đồ họa của nó khá là thấp. Tại vì nó cũng làm khá là lâu rồi. Loss after loss. Chiến tranh ngoài vũ trụ rồi. Made what was going to be a quick and decisive win. Vãi chưởng. Đây là một vũ khí khá là nổi tiếng trong Halo. Các bạn có thể lên mạng và gõ cái phần vũ khí của Halo rồi các bạn thấy. Of course that's all Harvest is today. Đó là mình liên tưởng tới Fatal Assassin trong Dota 2. But now it's ours again. Halo. Nothing for me to pull back to. Suggest you hold that back up for now. We need to turn that around, Sergeant. Cái bối cảnh của Halo mình nghĩ nó cũng khá giống với cả cái Stavka. We've got a lot of troops retreating from Alpha Base. Khác một cái là cái cốt truyện thì nó lấy là phần chiến tranh tương lai, còn Stavka là nó lấy chiến tranh theo cái kiểu giữa các vì sao. Khá tương tự nhau. Đây rồi. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Ủa, chạy nhanh nhỉ? Cái gì đấy? Bắn súng gì vậy? Căng vậy? Phát một con các bạn ơi! Ui! Ghê nhỉ? Chuyện 3, đi nào. Hấp dẫn đi chứ. Haha. Lái xe phóng bay như chim vậy. Ui, húp được luôn kìa. Kinh nhở. Vậy là sắc đấy. Lên nào. Nhạc khá là hấp dẫn đấy các bạn ạ. Ui. Âm thanh hình ảnh khá là tuyệt. Đó là lý do tại sao mình chọn Halo War cho các bạn, chứ không phải là Halo Striker hay là Outset. Cái gì đấy? Không ngó.
Giờ vẫn đang bắn các bạn ạ. Đây, chuẩn bị đi nào. Chúng ta càng lúc càng tích trữ được thêm nhiều quân các bạn. Local units. Local units. Local units. Local units. À, quy chọn tất cả. Local units. Đúng rồi, tích chọn tất cả các bạn ạ. May hả bưởi, một hit. Cái gì bãi trưởng vậy? Alo, đi xuống đây đi. Cái địa hình này nhìn hơi khó hiểu nhỉ. Hay à, bay xe xuống luôn. Cảm giác chất đấy. Không có. Đúng rồi. Này nó nhanh. May hả bưởi. Nhưng mà cái này không có hệ thống rửa xe các bạn nhỉ. Phát một các bạn ơi. Bay được không? Bay được không? Dữ lộ. Tiến đi chứ nhỉ. À đây lại có thêm quân rồi. Đến nào anh em. Ô cái gì đấy? Ui, có bom à? Cái này này, à đã biến mất rồi. Đến nào. Một hit một em luôn. Easy thế nhỉ? Trời ơi. Đây rồi. Bây giờ thì tham gia một chiến lần lớn hơn. Có cánh cổng thời gian, cánh cổng ở đây. Đấy là nơi bọn quái vật xuất hiện. Rồi quần đồng quá các bạn ơi. Tiến vào cánh cổng luôn à. Ui vớ. À, đi qua này. Không qua được các bạn ơi. Có lẽ phải đợi những anh lính của chúng ta làm được điều gì đó. Ờ, có đám này đã qua thôi. Có đám xe không qua được. Phá cái này đi thì qua được. Mày không qua được này. Đây, đây sẽ là con đội, con chân 4. Đám lên đó. Đám lên anh em. Dòng sự hỗ trợ của không quân nữa. Chặt đấy. R 1. Ê, nổ xe 4, R chết chúng mày đi. Chúng ta sẽ tiêu diệt mấy công trình phía trước. Công trình phòng thủ rất là khỏe. Tốc độ chuẩn bị để hơi thấp. Cái gì đấy? À, thả quân xuống các bạn ạ. Xuân, thả nhiều mà em ơi. Lên đây, chiến nào. Ơ, mình tung mất mấy cái xe ở đâu đây thế? Ơ, sao ở đây đây này? Có lẽ chỉ có quân đội quanh đây thôi, chúng ta đã tiêu diệt hết cả rồi. Ok, mission complete. Được rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt crack cũng như update cái tựa game Halo War Definitive Edition rồi. Cũng như là trải nghiệm qua một chút về cái phần gameplay của tựa game này rồi. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Bây giờ thì chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. À, thời gian gần đây thì mình đã giới thiệu thêm cho các bạn cái những cái game sau đây này. Sắp tới mình sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều game hơn nữa, hay hơn nữa cho các bạn, được chưa nào? Các bạn hãy download về để chơi nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.